Khoảng cách từ Sài Gòn tới Phan Rang hơn 300 cây số mà giờ ngồi xe có 4 tiếng là tới, đưa đón tận nơi không cần phải ra nhà xe luôn hết chứ. Đó giờ đi xe giường nằm nhiều rồi mà giờ mũi mới kiếm ra được chỗ này. Thanh Thảo Limousine, nhà xe chuyên các tuyến đường Ninh Thuận, Sài Gòn, đưa đón tận nơi tận chỗ. Với dòng xe đi kha hạng thượng đỉnh bao gồm 10 chỗ ngồi cùng 4 ghế VIP giá 400k và 5 ghế thường giá 350. Khoang ghế xe siêu VIP như hạng thương gia ở trên máy bay. Tích hợp nhiều tiện ích cá nhân như là khay sạc điện thoại, hộc để đồ, máy massage, đèn đọc sách. Mỗi ghế ngồi đều có không gian để chân rộng rãi, tivi màn hình 32 inch sắc nét, wifi free 100%, sử dụng ngon ơ trong suốt hành trình di chuyển. Đặc biệt hãng xe này cho phép được mang cuốn đi cùng với điều kiện nếu mọi người có đem theo cuốn á thì mọi người phải mang biển với lại bỏ bé vô trong một cái điệu hoặc là một cái túi dành cho thú cưng. Chắc ăn hơn thì mọi người hãy thông báo với hãng xe trước. Vậy nếu như bạn đang có kế hoạch di chuyển đến Phan Rang thì Thanh Thảo Limousine đảm bảo mang lại hành trình êm ái và thoải mái nhất đến với mọi người.